Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là một cái phiên giả hạt rất đặc biệt mọi người. Đây là cái phiên giả hạt xanh sạch bốc rừng nhé. Thì trong hàng trăm dê thì hôm nay thì em lựa ra được một số dê, đây là những cái dê giả hạt xanh sạch đó. Và cái dòng giả hạt xanh sạch này thì cực kỳ hiếm luôn mọi người. Giả hạt xanh sạch để làm gì? Thì giả hạt xanh sạch là để săn đột biến năm cánh trắng nha. Thì cái mùa vừa rồi á, cái giả hạt rừng của con tum là chúng đột biến rất là nhiều luôn mọi người. Rất nhiều các bác anh chị may mắn sổ chúng. Thì kênh em cũng có bán được cho một vị khách và rất may mắn là họ đã trúng được một giờ năm cánh trắng. Thì bữa nào có clip, nhận được clip của khách đưa thì em sẽ up lên kênh và chia sẻ cho mọi người cùng ngắm xem có đẹp không nha. Rồi, và hôm nay thì giả hạt vùng này là của vùng Chư Mò Ray, tỉnh Con Tum nhé mọi người. Giả hạt xanh sạch. Và mọi người lưu ý á, thì cái giả hạt xanh sạch lúc nào giá tiền nó cũng mắc vài lần cái giả hạt bình thường hết nhé mọi người. Nên là cái giá tiền nó càng cao tùy theo cái độ xanh cũng như độ sạch của dê, tức là dê càng xanh càng sạch thì giá nó sẽ càng tăng cao. Thì tất cả những dê xanh sạch đây thì đều có tỷ lệ khả năng ra trúng được đột biến năm cánh trắng nha. Đó, thì em sẽ quay cụ thể từng dê và giới thiệu cho mọi người luôn. Thì các bác anh chị chúng ta muốn sưu tầm giả hạt xanh sạch đó, thì chịu khó đầu tư tí nhá, thì đều là những cái dê mắc tiền giá trị cao thôi. Rồi, và đầu tiên thì cái dê thấp nhất nha mọi người là dê số 1 có giá là 600.000, tiếp theo là loại xanh đẹp hơn tí nữa là xanh sạch số 2, 3 thì mỗi dê là 700.000, tiếp theo là loại xanh sạch số 4, 5, 6, 7 thì mỗi dê là 800.000. Và có 4 dê đặc biệt nhất ngày hôm nay thì có dê xanh sạch số 8, số 9 là giá 1.200.000 một dê, xanh sạch số 10, xanh sạch số 11, xanh sạch số 10 là giá 2.000.000 này, đó dê rất lớn. Và cái dê sạch nhất ngày hôm nay là dê số 11, xanh sạch số 11 giá là 2.500.000. Ngoài ra thì em còn bán một cái kỳ trên cái dê xanh sạch số 11 đây, thì có đánh dấu là số xanh sạch số 12 nhé mọi người. Đó, tức là nếu mà em bán nguyên một dê thì giá nó sẽ lớn, nên là em sẽ tách ra là em bán một cái dê xanh sạch số 11 đây giá 2.500.000 nè, và cái dê xanh sạch số 12 đây là cái kỳ này thì có giá là 800.000 nhé mọi người. Lúc gửi thì em sẽ cắt ngang ngay điểm đánh dấu đây. Đó, và mọi người sẽ số 12 là sẽ tính từ đây ra. Đó, rồi giá 800.000. Rồi thì bây giờ em sẽ quay cụ thể cho mọi người nha. Và mỗi khi bán về cái dê xanh sạch thì cũng em đều mong muốn là mọi người chúng, nếu mà có chúng thì vui lòng quay clip và gửi hình ảnh về cho em, gửi qua Zalo để có gì em khoe chia sẻ cùng với mọi người chúng ta cùng ngắm nha. Có biết đâu có nhiều bác chúng mà cứ im không nói gì. Rồi, đầu tiên là cái loại số xanh sạch số 1 nhé mọi người. Thì cái loại đây là cái dê giá 600.000. Đây thì hôm nay trời chiều nên là nó cũng không được sáng lắm, nhưng mà em sẽ cố gắng em quay thật cụ thể nha mọi người. Bởi vì cái giả hạt xanh sạch thì phải quay rất kỹ nha mọi người, cho mọi người thấy được cái đồ xanh sạch của nó. Rồi, giờ này thì mầm gốc dài tầm cỡ 24-25cm. Đây, nguyên giờ nó đây, và mọi người xem. Cái giờ này thì nó vẫn còn một vài đốm tím nha mọi người. Tuy nhiên cái giả hạt như vậy là cái độ xanh như vậy là cũng rất là hiếm rồi mọi người. Có thể thấy thân lá nè. Đó. Đây, và mặt sau đây mọi người. Rất xanh nha, chỉ còn một vài đốm tím nữa thôi, còn đa phần là rất là xanh. Đó, những cái dê xanh như vậy thì cũng đủ khả năng để săn ám khói và năm cánh trắng rồi. Ở ngoài ra mọi người thể thấy nó rất nhiều thân già nè, 1 2 3 4 5 5 thân già, và thân già nào thân già nấy cũng xanh lè lét nè. Rồi đây. Cho mọi người cùng xem nha. Đó. Rồi, xanh sạch càng nhiều thì cái tỷ lệ xanh sạch càng nhiều thì giá nó càng cao nhé mọi người. Rồi, rất xanh như rau muống. Về số 1 này, xanh sạch số 1 này giá 600.000 nhé. Này là Chư Mò Ray hết nhé mọi người. Hàng gọi là siêu phẩm cực hiếm luôn. Tiếp theo là sang loại 700.000 về. Thì có về số xanh sạch số 2 này giá 700. Mầm gốc hiện tại rơi vào tầm cỡ 25-26cm. Một vài lá nó hơi dập dập bởi vì cái quá trình bà con người ta vận chuyển nhân rừng về nhé mọi người. Nên là vài lá nó dập dập thôi. Mà ngồi 10 về trăm không sao đâu. Nó vẫn sẽ lên khỏe và phát triển bình thường. Rồi đây, thân này mọi người. Rồi, xanh không? Đó, chỉ tí ngấn lá thôi. Còn lại là khá sạch luôn. Đây nữa. Đó, có tí ngấn lá mọi người. Còn lại rất là xanh nha. Rồi. Đây. Gần gốc thì hơi tím tí, nhưng mà càng lên cao thì càng xanh nha mọi người. Rồi, thân da nè, cũng xanh lè lét luôn. Da rất là nhiều nha. Đây.
Rồi, cái dê số xanh sạch số 2 này giá 700 ngàn nhé mọi người. 700 ngàn cho dê xanh sạch số 2. Rồi. Tiếp theo là sang dê xanh sạch số 3. Đây, dê này thì mầm gốc hiện tại đang lên được tầm cỡ 28, 26, 27cm rồi. Đây, và mọi người cùng với em soi cái thân của nó nha. Thằng này ngọn nè, ngọn đang đi nhé mọi người, ngọn đang đi khỏe, có một lá ngọn hơi dập dập do quá trình người ta, bà con người ta hái lan rừng rồi. Đó. Nói chung là cái hàng nó phải gãy gãy dập dập thì nó mới thể hiện được là cái là bà con người ta đi hái trên rừng về nhé mọi người. Lá đẹp quá, mơn mởn quá thì nhiều khi khả năng dễ là hàng trồng lắm đó. Đây, để em lấy nét đi nha, trời chiều nó hơi thiếu độ sáng nên là lấy nét nó hơi chậm đó, mọi người thấy chưa. Đó, vẫn có một vài tím chấm tím nhá, nhưng mà đa phần là xanh sạch. Đây. Rồi. Đó. Thân đã không? Thân xanh đã không? Như rau muống luôn mọi người. Đây, rồi mặt sau nha. Đó, mọi người thấy không? Xanh gần hết luôn. Chấm tím vẫn có một vài chấm li ti nhưng mà rất là ít nha mọi người. Đó. Dê nào càng xanh càng sạch thì cái tỷ lệ ra năm cánh trắng nó càng cao. Rồi thân nè mọi người thấy không, xanh lè vàng nón chuối luôn. Rồi nguyên dê đây được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thân già luôn mọi người. Nếu mà chúng phát là coi như là được rất nhiều thân già để chúng ta ươm kỳ. Rồi dê xanh sạch số 3 này giá 700 ngàn thôi nhé mọi người, 700 ngàn nó chỉ hơn giờ thường tí thôi, giá khá là dễ chịu luôn. Rồi tiếp theo là em sang những cái dê sạch đẹp, xanh đẹp hơn nữa nha. Thì đầu tiên là dê xanh sạch số 4. Đó. Rồi mọi người có thể thấy đây, đây là cái thân già nó bà con người ta hái nó rớt xuống nó bị gãy mất nè. Đó, nhưng mà em vẫn giữ nguyên nha, vẫn giữ nguyên gửi cho các bác, bởi vì nói chung là để nguyên bảo toàn nguyên vẹn cái dê gửi cho các bác, để ví dụ mà các bác chị về chăm chúng ta có thể thích các cái khúc này chúng ta ra ươm kỳ cũng được đó. Mà công cắt gãy ra dập ra thì các bác lại kêu giữ lại làm giống nữa, mệt lắm. Em đã bán là bán nguyên dê luôn nhé mọi người, không có giữ lại phần nào hết. Rồi dê xanh sạch số 4 này thì giá là 800 ngàn, thì mầm gốc hiện tại đã lên được tầm cỡ 30, 34, 35cm. Đây mọi người thử xem nha. Rồi đây gần gốc hơi tí tím nhưng mà càng lên cao thì cái độ tím càng giảm nha. Thì nói chung ngay cả cái cây năm cánh trắng Phú Thọ thì ở lúc mọi người trồng lúc nhỏ vẫn còn thấy nó được độ tím nha mọi người. Nó phải có tí tím thì nó mới hy vọng lên mắt đẹp được. Đó, đây. Càng lên cao thân càng sạch càng xanh nè mọi người thấy không? Lá thì hơi dập dầm tí nhưng mà về mọi người trồng quan tâm cái phần thân nữa. Trồng giả hạt các bác anh chị nào trồng lâu năm thì không quan tâm tới phần lá lắm đâu. Chỉ cần giữ lại vài lá ngọn rồi nó đi mơn mởn lên. Rồi, đó. Đây tiếp theo mặt sau nè mọi người, mặt sau nhìn nó như rau muống mới đẻ nữa nè. Đó mọi người nhìn đã không, xanh sạch luôn nè. Đó, hàng xanh sạch nó phải dày nhé mọi người. Rồi vậy là rất là sạch rồi nhé mọi người. Về số 4 này giá là 800 ngàn nha. Rồi nó được một thân già nè, 2, 3, 4, 5 cái thân già nhé mọi người, tổng 5 thân già. Chúng phát là có mớ thân già 5 kg luôn. Tiếp theo là sang dê số 5. Dê số 5 thì mầm gốc hiện tại đang rơi vào lên được tầm 26-27cm rồi. Dê số 5 này thì có giá là 800 ngàn nhé. 800 ngàn thì được 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái thân già. Đó. Và đây. Mời mọi người cùng với em soi cái thân của nó nha. Đó. Mọi người thấy xanh đã không? Có tí ngấn lá thôi. Còn lại xanh hết nè. Đó. Gần gốc thì nó có tí mùi tím đó mọi người. Đó, tí mùi tím ngay gần gốc. Đó, như thì giống như lúc nãy em nói thôi, nó phải có tí tím thì mới hy vọng lên mắt đẹp được. Đây, mặt sau nè. Xanh đã không? Đấy. Các bác anh chị bỏ lỡ cái phim này thì không biết đến khi nào mới có lại phim xanh sạch đẹp như ngày hôm nay nha. Rồi, về xanh sạch số 5 giá 800 ngàn. Thì
mọi người chúng ta cố gắng theo dõi đặt mua nha, tại vì nhiều bác nhiều anh chị dặn xanh sạch lắm nhưng mà thực sự là có quá nhiều người dặn luôn thì không biết báo cho người này thì sợ mất lòng người kia lắm, nên là em đăng clip lên thì bác nào chúng ta thấy trước thì chúng ta ưu tiên cho bác đó chốt trước nha. Còn bác nào chưa chốt được thì chúng ta chờ phiên sau cũng được, tại vì hàng giả hạt bên em còn nhiều mà. Em sẽ cố gắng em kiếm mấy cái dề xanh sạch hàng rừng chuẩn về cho các bác anh chị chúng ta săn nha. Dề xanh sạch số 5 thì giá 800.000 đây. Rồi, tiếp theo là sang dề xanh sạch số 6. Dề xanh sạch số 6 này thì mầm đồ lớn của mầm gốc thì rơi vào tầm hiện tại là tầm 36-37 cm. Cái thằng này thì cái ngọn nó bà con người ta vận chuyển hay hái gì á thì nó bị gãy mất cái ngọn rồi, mà về mọi người trồng thời gian nữa nó lên thôi, nó lên ngọn mới thôi. Và đây nhận được bù lại cái dề đây nó rất là xanh sạch luôn. Đây mọi người xem nè, gần gốc có tí tím nha, nhưng mà càng lên cao nè mọi người thấy cái độ xanh nó càng tăng không, đó xanh lè lét luôn nè, đó, như rau muống luôn thấy không. Đó, vài lá hơi dập dập mà các bác chị biết trồng cứ yên tâm nha, về nó không chết được đâu. Cái lá thì chỉ cần một vài lá thôi là cây nó sống khỏe sống tốt rồi. Đây nói chung là xanh sạch là giá nó cao nên là phải soi thiệt kỹ cho các bác anh chị chúng ta cùng xem luôn nhé. Rồi thấy chưa, tổng chuẩn xanh sạch chưa. Rồi về xanh sạch số 6 giá 800.000, giờ này còn khá nhiều thân già mọi người, một vài thân già nó bị gãy nè. Đó, nhưng mà do bà con người ta vận chuyển thôi, về mọi người thể cắt ra và ươm kỳ cũng được. Đó, kiểu là cái thân tơ đây đang nguyên khỏe và được nha. Về xanh sạch số 6 này giá 800.000, lá rồi hơi dập dập tí nhưng mà về rất là tiềm năng luôn. Tiếp theo là em sang về xanh sạch số 7. Số 7 này thì giá 800 nha. Đồ lớn mầm gốc hiện tại rơi vào tầm cỡ 44-45 cm. Rồi đây về này thì rất nhiều thân già luôn. Được 1 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái thân già. Về chúng một phát là mọi người về ươm kỳ mệt nghỉ luôn. Và đây cái dề này thì em thấy khá là to đẹp nha. Rồi có thể soi cái thân tơ cho mọi người xem. Rồi soi từ dưới gốc nha. Đây mọi người thấy không, rất là xanh luôn nha, chỉ có một vài chấm tím thôi, có ít chấm tím nhỏ thôi, còn lại là xanh sạch hết nè. Cổ lá thì có tí ngấn. Đây càng lên cao nhìn như rau muống luôn mọi người thấy không, xanh lè lét luôn. Rồi mặt sau đây, mặt sau nhìn mới đã nè mọi người. Đó, nè đã không, nó còn một vài chấm li ti tím thôi mọi người, nhưng mà giống như nãy em nói thôi, có tí tím thì mới hy vọng lên mắt đẹp được. Rồi đây gần gốc cái tí tím nha, tí tím để lên mắt. Rồi về số 7 xanh sạch giá là 800.000 nha mọi người, 800.000 về số 7. Đó, những cái dề này thì giá xanh sạch nó khá là mềm rồi, phù hợp mà tất cả hầu như tất cả các bác có khả năng mua được nha. Tiếp theo là em sang những cái dề xanh sạch đặc biệt đây, thì đầu tiên là dề số 8. Dề xanh sạch số 8 này thì có giá là 1,2 triệu nhé mọi người. Đây hiện tại thì mầm gốc để em đo độ dài của cái mầm thân tơ nhé, thân tơ thì hiện tại đã dài lên được tầm cỡ 34-35 cm rồi. Đó, và đây thì em sẽ soi cho mọi người, thứ nhất là có một đống thân da luôn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái thân da nhé. Và đây xanh sạch, soi thân xanh sạch cho mọi người xem. Lá thì xanh lè rồi, thấy không? Đó, mọi người thấy không? Rất là xanh nha, đó. Đã không? Đó, xanh, xanh này thì nó mới chuẩn, xanh sạch nha. Này, mặt sau đây mọi người. Xanh lè lét luôn. Đi ra được một xíu, quay clip nha. Đây, đó, mọi người thấy không? Nhìn mơn mởn như rong muống luôn, không thấy tí chấm tím nào ngay đây luôn nè. Xuống dưới gần gốc thì nó có một tí hơi sắc tố tím thôi. Rồi nó giống như kiểu cây cây phú thọ vậy mọi người, năm cánh trắng phú thọ, nó không có tí sắc tố tím ở gần gốc. Rồi rất là xanh luôn nhé mọi người, đạt chuẩn xanh sạch luôn rồi. Giờ số 8 này giá 1,2 triệu nha. Đó, đầy tiềm năng luôn. Về cho các bác chị chúng ta hy vọng sang năm canh trắng đột biến kênh em nó cũng được thơm lây luôn nhé mọi người.
Bữa có bác trúng đường phát rồi. Một bác ở Tây Ninh nhé mọi người. Tí nữa, bữa nào em lên clip à, mọi người. Nằm cái trắng đẹp dã man luôn. Mắt đẹp, mũi trắng luôn. Bác ở Tây Ninh đó. Rồi, đồ tiếp theo là cái dê xanh sạch số 9 thì có giá là 1,2 triệu nhé mọi người. 1,2 triệu thì nó được 1 nè, 2 3 4 5 6 7, 7 cái thân già luôn mọi người. Về đây mọi người thử ươm kỳ nhân giống thì tuyệt ga luôn. Và đây, mời mọi người cùng em soi cái đồ xanh sạch của nó nhé. Đây, cái này rất là xanh nha. Có tí ngấn ngay lá thôi, còn lại xanh lên lết hết. Mấy cái dê xanh sạch này thì em sẽ cố gắng em quay, em soi thật kỹ cho mọi người cùng xem luôn. Bởi vì hàng xanh sạch, hàng đắt tiền mà. Phải soi thật kỹ cho các bác. Anh chị chúng ta thấy ân ý là chúng ta chốt nha. Đó, mặt sau nè. Nhìn như rau muống luôn mọi người. Đó, đã không? Rồi, dê này quá xanh luôn. Dê số xanh sạch số 9 này giá 1,2 triệu. 1,2 triệu nhé mọi người. Mọi người xem thì chúng ta vui lòng bật chế độ HD 720 hoặc được chế độ HD 1080 á. 1080 là đẹp nhất nha, để cho mọi người có thể chúng ta xem nó rõ kỹ hơn. Dê xanh sạch số 9 này giá 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo là những cái dê cuối cùng rồi. Đây là những cái dê cái độ xanh gần như là hoàn hảo nhất trong ngày hôm nay. Đó, nó đạt tới cái mức độ xanh là gọi là không cản được luôn mọi người. Rồi, thứ nhất là cái dê xanh sạch này gồm có 1 2 3 4 5 6, 6 cái thân già nha. Và mọi người để ý thân già nào, già nãy xanh lét luôn nè. Xanh lè lét luôn nha. Đó, rồi, tiếp theo là mọi người xem cái thân nè. Thân này xanh dã man luôn mọi người, thấy không? Xanh không? Một vài chấm li ti tím thôi nhé mọi người. À, giống như hôm nay em nói thôi, phải có tí tím thì nó mới lên mắt đẹp được. Nhưng mà hầu như là nó xanh tới phải 99% rồi. Đây, tiếp theo là mặt sau nhé mọi người. Đây, gần gốc nè. À, cái dê này nó xứng đáng với tầm giá 2 triệu luôn mọi người. Đây, rồi, xanh đã chưa, xanh như rau muống luôn. Lớn này. Mọi người thấy nguyên cái mảng bóc rừng nè. Còn những cái rong rêu rừng, nguyên cái mảng vỏ bóc ra từ cây thân cây già, cây cổ thụ vậy nè. Rồi, giờ xanh sạch số 10 này thì giá là 2 triệu nhé mọi người. Cái này đúng chất siêu phẩm xanh sạch luôn á. Rất là to lớn. Lá thì một vài lá dập đó, giống như em nói thôi. Nãy do bà con người ta vận chuyển trong rừng mà, rừng cái mùa mưa này. Mọi người đi bình thường nó không khó, cũng chỉ là mang thêm cây giả hạt. Nhưng mà mọi người về cứ yên tâm là nó vẫn còn cái thân này thì về trồng không bao giờ mà chết được nha. À, rồi giờ số 10 này thì giá là 2 triệu nhé mọi người. 2 triệu cho dê xanh sạch số 10 này. À, siêu phẩm xanh sạch số 10. Rồi tiếp theo nữa là cái dê xanh sạch mọi người có thể thấy là nó tuy hơi nhỏ nhưng mà nó là cái dê giá trị cao nhất ngày hôm nay luôn. Cũng là cái dê mà em cảm thấy là nó sạch nhất nha mọi người. Sạch nhất trong ngày hôm nay. Đó, và cái dê này đầy tiềm năng luôn. Rồi thứ nhất là cái mâm gốc. À, độ lớn của mâm gốc dài được tầm cỡ 16 cm. Và cái dê hai cái hình cuối này thì tương đối đặc biệt nhé mọi người. Thì bởi vì nếu mà em bán một dê á, mà giá thì nó sẽ rất là cao. Nên là em sẽ chia ra làm hai dê, chia ra làm hai hình nhé mọi người. Thì để cho các bác anh chị chúng ta mua thì giá nó sẽ mềm hơn. Đó, thì có thể là ví dụ một người này trúng thì người còn lại thì sẽ trúng luôn nhé mọi người. Rồi, dê xanh sạch số 11 này giá 2 triệu nè. Thì mọi người sẽ được nguyên một cái dê lớn đây. Và tới ngay cái khúc đây. Đó, còn dê xanh sạch số 12 thì nó sẽ là một cái kỳ thuộc cái dê này nha, giá 800.000 và em sẽ cắt ngay ở đây. À, gửi đi phần trở đi là cho các bác cái dê số 12, cái kỳ này thì cái mâm gốc hiện tại nó đã sưng sưng lên rồi nè. Về mọi người chỉ việc trồng lên thôi. Đó. Rồi chắc chắn lên mầm nha. Rồi, em quay bây giờ em sẽ quay kỹ cái dê số 11. Rồi, dê số xanh sạch số 11 đây thì độ lớn rơi vào hiện tại rơi tầm cỡ 14-15 cm. Và em nghĩ còn rất lâu nữa thì mới hy vọng có được một cái dê mà nó sạch đạt tới cái mức như vậy. Đó, để bán cho các bác anh chị nha. Đây, mọi người có thể xem. Nó sâu hầu như là nó sạch từ đầu tới cuối luôn. Đó, cái hàng rừng mà nó như vậy là nó cực kỳ hiếm luôn nha mọi người, vô cùng hiếm luôn. Đây, mặt sau đây mọi người. Đó, thấy không, sạch dã man không, sạch hơn bất cứ mấy dê trước nào trước đây em mới nãy em quay luôn nha. Đây, gần gốc thì có tí tím nha mọi người.
Tí tím mà không ăn thua lắm. Đó. Tí tím vậy thì nó hy vọng lên màu đẹp được. Còn lại là lên trên là xanh hết nha. Xanh lè lét từ đầu tới cuối luôn. Đây mọi người thấy không? Không có một cái điểm chấm tím nào luôn á. Mặt bên đây nha. Đem lấy nét đi đó. Rồi em soi rất kỹ rồi nhé mọi người. Và đây mọi người xem cái thân tơ mua vừa rồi nữa nè, à, còn nguyên zin luôn nè, chưa có dấu hiệu ra hoa đồ gì. Đây nó hơi bị gập gập, bị gãy, không biết do gãy sẵn rừng hay do quá trình vận chuyển, mà em để nguyên đây nhé, không có cắt tỉa cái gì hết. Các bác anh chị mua sao thì em gửi nguyên về vậy thôi. Rồi giờ xanh sạch số 11 này thì có giá là 2,5 triệu nha. Rồi đây mọi người thấy là cái dê số 12 là một cái dê nó mọc ra từ một cái thân già, và cái thân già đây thì nó là thuộc cái dê số 11 đây nhé mọi người. Mọi người thấy nè, đó nó thuộc chung dê số 11 nha, tức là nó mang đủ các đặc tính của cái dê số 11 luôn đó. Và cái dê số 12 này thì lúc gửi thì em sẽ cắt ngang đây, cắt ngay khúc đây nha và gửi đi, còn lại là của cho các bác mua dê số 11 nha. Rồi dê này thì có giá là 800 ngàn. Đây đây là một cái kỳ nhé mọi người, cái kỳ này đã xuống lá rồi và nó chuẩn bị mọc lên cái mầm mới mà mọi người thấy xem nè. Đó cái mầm gốc hiện tại nó đang sưng sưng căng căng lên rồi nè. Đó. Rồi cái dê số 12 này giá 800 nhé mọi người. Rồi thì em đã quay xong cái lô giả hạt xanh sạch ngày hôm nay, thì các bác anh chị nào chúng ta muốn tìm kiếm cơ hội săn năm cánh trắng thì có thể mua một trong số những cái dê này. Thì mọi người lưu ý á, là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì cái lô xanh sạch này thì em sẽ ưu tiên anh chị em khách quen. Còn anh chị em khách lạ nếu mà mua những cái dê giá trị cao nhé mọi người. Những dê lớn giá trị cao tầm 2 triệu trở lên thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Đó. Rồi xin cảm ơn mọi người. Và chúc mọi người chúng ta mua cái lô này về may mắn sổ ra được những cái dê độc là... khói năm cánh trắng rồi trở lên nha. Và nếu mà lỡ may trúng thì vui lòng nhắn tin hoặc gửi clip hình ảnh về cho Zalo của em để em có gì em cùng khoe chia sẻ với các bác anh chị yêu lan ở trên toàn quốc với nhau nha. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người các clip về các loại lan rừng đặc biệt tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.